tục ăn Tết lại ở làng Thiều, Thanh Hóa. Hàng năm cứ đến ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, người dân ở làng Thiều, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa lại có tục ăn Tết lại. Dân làng mở hội ăn mừng, tổ chức ăn Tết lại còn to hơn Tết cổ truyền. Theo những vị cao niên ở trong làng Thiều kể lại, tục lệ ăn Tết lại có từ tích. Vào thời nhà Lê, có một vị tướng tên Lê Phúc Đồng là một người của làng. Ông được triều đình cử đem quân đi đánh giặc Ân xâm lược bờ cõi nước ta ở cửa biển Thần Phù. Khi đoàn quân của ông vượt qua sông Mã, đến đoạn sông Lèn, qua chân núi Thiều, thì thuyền bị mắc cạn. Tướng quân đã cho quân lính nghỉ chân ngay dưới bến của làng. Khi lên bờ dạo chơi, tướng quân gặp một cái miếu nhỏ nằm dưới chân núi Thiều, liền thắp nhang, khấn xin cho đoàn quân được thuận buồm xuôi gió đánh giặc Ân. Thắp nhang xong trở lại thuyền, thì bất ngờ thấy thuyền hết mắc cạn, có thể xuôi dòng, tiến thẳng về phía quân giặc. Trận đó, ông đã đại thắng. Trên đường trở về, tướng quân Lê Phúc Đồng đã cho quân ghé vào làng Thiều làm lễ tạ ơn và mở hội cho dân ăn mừng chiến thắng. Người dân làng Thiều mở hội ăn mừng ngày 26 tháng Chạp hàng năm, nên nơi đây có phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày này. Đến ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, sau Tết Nguyên Đán một tháng, tướng công Lê Phúc Đồng xin dân làng được làm Tết lại để tạ ơn dân làng Thiều trước khi ông trở về cùng. Làng chấp thuận mở hội ăn mừng Tết. Ngày Tết lại của người dân làng Thiều được tổ chức rất lớn. Khác với Tết cổ truyền là gói bánh chưng, ngày Tết lại người dân làng Thiều làm bánh dày. Các lễ chính trong ngày Tết lại được tổ chức trọn một ngày. Từ sáng, dân làng tổ chức rước kiệu từ đình làng đến các chùa và miếu xung quanh làng. Cuối cùng quay về đình chính nằm ở giữa làng để làm các lễ tế thành hoàng làng, dân lễ vật báo công, lễ tế nữ quan. Phần hội được tổ chức các trò chơi truyền thống dân gian cho dân làng vui chơi trong ngày Tết như thi nấu giả bánh dày, kéo co, đánh vật, bóng chuyền. Lễ ăn Tết lại diễn ra trong một ngày, sau đó cuộc sống của người dân trở lại với nhịp sống thường ngày.